Dạ, kênh Lê Nguyễn Hòa Kiển mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn Măng Giang có một số mặt hàng hoa giấy rực rỡ bông cần giao lưu với bà con nha. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và cho ủng hộ với nhà vườn ạ. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với anh Văn Giang. Rồi, Văn chào bà con ở miền Tây Bắc hàng xa, chào anh Liêm. Đang có số hoa giấy đang nở búp búp nữa nha. Giờ nãy thè lè có xin giao lưu phục vụ cái nhà về ngắm hoa trang trí chơi ha. nó thè lè luôn. Thì đó thì là mấy cái tàn cái nhà có mấy dòng tiết này thì bức bông thì nữa nó đâm từng nách cái ra lại nữa đó. Ba màu tiết trắng tiết tím tiết và hồng tiết nha cả nhà Ba màu đó. siêu hoa. Mã số 1 là ba màu tiết cây cao 80 ạ. Cái ngang này 80 luôn cả nhà mình ơi. Vành cổ là 10 chính yếu tính 18 gửi đi đó, để như trên hình ha. Cái mã số 1 ba màu tiết cái này xin giao lưu cả nhà mình là 470k cả nhà mình đây. Nhà vườn em mà là giao lưu với phục vụ cả nhà mình hoàn toàn bao ship ha. Mã số 1 ba màu tiết 470 Ba màu như trên tiết, hình cả nhà. cây hương vàng tròn ha. Mã số 1 tới mã số 2 này hai màu cả nhà, Hai màu. dưa hấu đỏ và tím tuyết ạ. Tím tuyết. Cây dưa hấu thì đang À. búp nụ ha. Số búp số nụ. Còn tím tuyết thì có cái nở thè lè luôn. Có cái thì đang nãy giờ vừa kìa đang búp luôn. Cao 75. Úp. Tính lại 70. Ngang 70. Nó vành cổ này dáng nghiêng nghiêng nằm nằm vậy ha. Vành cổ này 22 hơn ở nhà mình đó. Có một bò tím bướm luôn. Và một bo thêm bo tím bướm nha, là như cây này ba màu ha. Đây, bò Đây này một nở bo tím bướm lên không nổi mấy bo này nuốt hết rồi này coi như là nở thè lè đó ha. đó. Đúng rồi thì là tàn rồi. Mã số 2 cả nhà, cái này xin giao lưu cả nhà là 460k cả nhà mình nè, 46 cho một cái góc dáng bay nha bà con. dáng nghiêng nghiêng ống ngóc. Mã số 2 ạ, ba màu dưa hấu và tím tuyết và tím bướm. Mã số 2, mã số 3 đây. Một người này tác phẩm nghệ thuật nha, một màu siêu bông. Tím tuyết, cây này đang nụ kẹo luôn nè. Cái đầu mới búp nghe nha, mới nở thì hí hí này, cao là 59 ạ. À. Ngang đây đây là 45 40 45 mình có là 13 cả nhà mình đây. Một gửi này về thay chậu cả nhà tùy thích nha. Một gửi nó lắc như trên hình luôn ha, này sáng đó nghệ thuật đó. Mã số 3 tím tuyết, cái này xin lưu nhầm là 230k cái nhầm này, 230 cho một cây một rễ một rễ. co lắc, Mã số 3 cả nhà, nó lượn một vòng luôn. được một vòng luôn. Đúng rồi. Mã số 3, mã số 4 cái này mới hí nha nha, nó đang búp ạ. Hơi hơi tím pháp Tím cả nhà, pháp, cây đang búp nụ. cao này là 74, ngang đây là 65, còn cổ sát này là 14 cái nhầm đây đó. 3 4 gửi chùm chùm lại như vậy ha, càng đặt nghe luôn nha cả nhà. Đang búp mã số 4 tiếng Pháp, cái này em xin luôn là 250k cái nhầm đây, 250. 250 dòng mới búp búp này luôn. Mã số 4 ạ. Cái mã số 5 đây, cái cây này thì nở rỡ đây, Tím pháp, tím tím pháp pháp cả cái nhà. bông nó đậm mà to nha bà con. Đây. Bông cái màu nó rất là chuẩn. Cao nó 75 mà. Ngang này 70. Mình có 11 cả nhà này, hai rễ như trên hình nha. Cây mã số 5. Tím pháp này 250k luôn cả nhà mình ơi. 250. 250. Cái cây tàn chẳng do vậy ha. Mã số 5 ạ. Đang rất là dày. Mã số 6 lên một gửi nó, mã số 6. Phụng hoàng lửa, cây đang búp và nụ hoa và Một tím màu thôi bướm. cả nhà. Giờ thêm hai màu, con này cái hai màu. Phụng lửa và tím bướm ở nhà mình đây. Cao đây thì nó 85 ạ. À. Cao 85, ngang 70. Một gửi co lắc luôn ha. Mình có 12 gửi nha, đó lắc. Lắc như trên hình cả nhà. Mã số mấy rồi nè, mã số 6
Cái này xin giao lưu có nhầm là 280k cái nhầm này. 280k. Cho mã số 6 ha. Hai màu, phụng vàng lửa và tím bướm ở bông búp đỏ cho nè. Mã số 6 ạ. Cái mã số 7. Một em cẩm thạch tím. Cao đây 75. Ngang này 74. Vành cổ đây thì 19 cái nhành này. Đó, có hai gửi lắc lắc như trên hình nha. Mã số 7 cái nhà. Cái này xin giao lưu cái nhà là 360k cái nhà mình này. 360. Thì mã số 7 cẩm thạch tím ạ. À. Đây, mã số 8 một cái nhà mình này. Đây. Vẫn là cẩm thạch tím luôn. Vẫn là cẩm thạch tím ạ. À. Lá cẩm thạch xanh trắng. Cao nó 74. Ngang này 70. Cây này tàn bệnh này ha. Cái này mình đặt tặng có là 14 15 yếu cái nhà mình đây 14 rưỡi luôn ạ. Đó mã số 8 nha. Cái này xin giao lưu cái nhà mình 370k ha. Cho cẩm thạch tím mã số 8 ạ. À. Đặt mình hết đang búp. Cái mã số 9 một em hồng gan. Đó. Hồng gân đang phun hoa. Chính cái nhà hồng gân cao nó 73. Ngang dài này thì 70. Đây qua đây thì nó 45. Mình cổ trên đây này, mình cổ trên đây nó 16 cái nhầm đây. Đó. Gửi đế như trên hình luôn ha. Rồi, cái này thì hồng gân nha cả nhà. Mã số 9 ạ. À. Em xin giao lưu là 360k cả nhà mình đây. Cho em hồng găng này ha. 369. Nở nhiều giờ đang bóp cái nè. Mã số 9 ạ. Cái mã số 10 đây. Nhỏ nhắn xinh xinh đây. Này có hồng găng. Hồng găng và cành vàng lá ngọc cả nhà. Lá ngọc. Cái này nó đột biến nè bà con. Đột biến từ cành vàng lá ngọc. Mã số 10. Chiều cao là 68, ngang này 68. Đây, giờ thấy cái đế. Đế này thì rồi đo chân luôn. Mình cổ nó 9 rưỡi cái nhầm này. Đó. Này gọn gọn cả nha. Này xin giao lưu cái nhà mình 230k cái nhà mình này. 230. Cái hai màu hồng gân và cành vàng lá ngọc cả nha. Đó. Gọn gọn ha. Mã số 10 ạ. Này tới mã 11 tác phẩm nghệ thuật này. Đây. À, một rễ lắc ha. Lắc đẹp luôn nè. 11, một bo duy nhất. Hai một màu cả nhà. Cẩm thạch tím. Đang búp dữ lắm ha. Cái dòng này là hiện tại đang xanh như là đang búp nè, mướt. Cao đây là 75 ạ. Ngang này 50, 48, 49, 50. Mình cổ nó 14 yếu. 13 rưỡi nha, anh tính 13 rưỡi đi. Đế nó còn dưới này nữa ha. Đúng rồi, nó lắc ngược qua đây để em coi cái nhà mình thấy ha. Lắc lại, đó, thấy không? Vô trong sân có cục ha. Vô nhà thay chậu tì thít luôn nè. Mã số 11. Cái này xin giao lưu cái nhà mình là 270k cái nhà mình đây. 270 cho cẩm thạch tím mã số 11 cả nhà. Tính mã 12, tím pháp. Cây tím pháp cũng đang hoa. Cao đây là 75. Ngang đây 70. Vành cổ là 10 cái nhà mình đây. Đó, gọn gọn ha. Tím pháp đang búp nha cả nhà. Đang búp đều nụ hết nha. Đó. Cái này em xin giao lưu cái nhà mình 250k luôn cái nhà mình đây. 250. Gửi bao ship luôn ạ. À. Mã 12 cả nhà, tiếng Pháp ạ. À. Cái mã 13, vẫn là tiếng Pháp luôn cả nhà ơi. Chiều cao là chưa đâu. Đây, cao nó 75. Ngang này 68.
Mình có 12 cái nhâm đây. Đó, gọn gọn luôn ha. Cái bo này nó muốn liền nha các nha. Đó, tàn gì là bo muốn liền hết rồi. Hai Đang bo ha. muốn liền bo với cái thân mẹ nè, thân chủ. Mã 13 cái nha, tiếng Pháp. Dẫn giao lưu cái nhà mình là 250k luôn cái nhà mình ơi. Tiếng Pháp. 250 luôn ạ. Nha cái nhà. Mã 13 tiếng Con Pháp bạn cái cũng nha. tròn đều ha. Đúng rồi, Tròn tròn xe. do luôn. Tên nữa nè, mã 14. Mai 14. Dẫn là tiếng Pháp cái nhà mình ơi. Tiếng Pháp. Cao này thì nó 75. Ngang 75. Mình có nó 10 rưỡi cái nhà mình đây. Dán đế như trên hình luôn ha. Nè. Rồi, dẫn 250 cho cái tiếng Pháp mã số 15 mũ 14 nghe cái nha. 4 tàn thì khó chơi ha, đặc khư hết. Mã số 14 dẫn 250 ạ. Đổi màu coi. Cái mã 15. 15. Cũng một tím nữa cái nha. Mà tiếc. Tím tiếc. Một màu. Cái này dòng xiên bông nè. Này dòng đúng rồi. Ra bông từ 15. nách lá luôn nè bà con ơi. Hoa này những cái hoa này nó gần già, nó đang chuẩn bị ra tiếp nè, đó, con mình quá trời xiên bông luôn. Cao này 68 ngàn 70. Ồ, bởi đế này. Hết biết cũng đế à. Mình có nó 25 cái nhà mình đây. Có 25 bởi đế đặc hự như trên hình luôn ha. Nè. Một Đó. bo duy nhất luôn đó Một nha. bo ngay cái nhà. Nó lắc lên, nó lắc qua luôn ha. Đây nè. Một bo một duy nhất nó gần dính với cái thân mẹ luôn Muốn nha. liền à. Nó liền luôn. Rồi, mã số 15 cái nhà. Em xin giao lưu cái nhầm là 350k cái nhà mình đây. 350 trong Gửi. cây tím tuyết siêu Tím bông. tiết. Mã số 15 ạ. Mã 16. Đây. Cẩm thạch tím. Cây này thì lú nụ ra rất là nhiều rồi nè. Đang búp ha. Cao nó 66 ạ. Ngang này 50. Ngang này 45. Mình có 11 cái nhầm đây. Cái cẩm thạch tím này cái nhà. Xin giao lưu là 230k cái nhà mình đây. 230. Và đấy. Đó, búp đều cái hết nè. Quá đẹp luôn. Đó, 230 cái nhà. Mã số 16 cẩm thạch tím ạ. Mã 17. Hai màu cái nhà. Tím tuyết siêu bông và trắng tuyết siêu bông. Hai màu này là nó cùng một họ rất là xiên ra bao hoa nha. Cao này 62, ngang này 50. Còn cổ đây 14 yếu cái nhà này, 13 rưỡi ạ. Tính 13 rưỡi cái nhà. Rồi, cây mã số 17 cái nhà. Này em xin giao lưu cái nhà mình 250k cái nhà mình đây. 250 cho mã 17 cái hai màu ha. Tím tiết và trắng tiết cái nhà. Mã số 17 ạ, 250 ạ. Tên mã 18 ở nhà mình đây. Một em. Rồi. Em tiếp pháp. Tiếng Pháp ở nhà. 18 ạ. Cao này là 68. Ngang này 70. Mình có 12 cái nhanh. Đó, một em tiếng Pháp mà. Tạo nước chậu luôn. Gửi năng nè. Ha. Cứng đi luôn. Mã số 18 nha, tiếng Pháp. Xin giao lưu cái nhà mình 250k luôn cái nhà mình đây. 250. Mã số 18 ha. Lên cái bự kìa. Mã 19. Cây to và nhiều màu. Nhiều màu siêu hoa luôn nha bà con. Rất Dòng này là nhiều đẹp. màu quá nha. Cái phơm tàn của nó như một cái dù xe luôn. Dẫn tím màu ha. Cam Cam thái thái ha. một màu. Tím tiết ha. Hai màu. Trắng tiết Trắng ha. tuyết 3 màu, Cũng vàng lửa ha. 4 màu, đỏ Đỏ thái thái 5 5 màu. màu, Tím khói nữa tím nha. khói 6 màu, Đây, tím khói này 6. 6 màu. Đó. Này hồng nè, hồng tiết nè. Hồng tuyết, trắng tuyết, tím tuyết là 3 màu tuyết. Tím khói là 4. Tím khói là 4. Thái cà, thái cam, thái đỏ Là là 6. 6, phụng hoàng lửa là 7. Cái này nó quá màu cả nhà mình ơi. Một trời luôn ha, 7 màu. Cây này 7 màu cả nhà. Quá xa, để em đo hai cây 7 màu ha. Cao là 85. Nghe em đo nhiệt tình đó nè.
Đây là 1m15 cái nhà, nằm đây cái nhà, 1m15 ạ. Bành cổ này. Bành cổ là 25 cái nhà mình ơi. Bành cổ đây 25 ha. Cục đế đẹp ha, cục đế này đặc đẹp luôn cái nhà mình ơi. Cái 7 màu mà được cục đế vậy luôn nha cả nhà. Rồi. Cái này em xin cho luôn cái nhà là 1 triệu bao ship cả nhà. Cái tàn rất là rộng ha. 1 triệu ạ. À. Rồi còn mình 1.000 về. Ca cả nhà. Về để cái đôn cao lên vậy nha. Đó. Xè cái tán rất là đẹp. Rồi mã số 19 nha cả nhà, 1 triệu bao ship. Cái 7 màu. Cái mã số 20. Hai mươi cũng nhiều màu luôn cái nhà mình, để em đếm ha. Cam lửa ha, cam lửa một màu, trắng tuyết ha, hai màu, tím tím tuyết ha, ba màu, hồng tuyết nữa, bốn màu rồi. Này trắng thái nữa nè, thái hồng, trắng thái nè, thái hồng, năm màu, năm màu, ba màu tuyết. Tuyết, một màu thái là bốn, cam lửa. À, cam thái, cam thái hai màu thái, hai màu thái là 5, 5 ba màu tuyết hai màu thái. Ừ. Rồi hết, hết rồi. Cây 5 màu cái nha, chiều cao đây là 97 ạ. À. Ngang đây là 1m cái nhà mình đây, ngang gọn gọn là 1m đi ha. Hoành cổ đây là 25,5 cái nhà mình đây, hoành cổ 25 tính 25 đi ha. Bởi đấy như trên hình luôn nha. Tàn thùm lum luôn nha cả nhà. Cái mã số 20. Này em xin luôn cái nhà mình là 950k bao ship luôn cái nhà mình ơi. Cái 5 màu ha. 950. Rồi, hai màu thái và ba màu tuyết ạ. À. À, số 20. Mã 21. Tiếp theo là một cây hồng gân siêu hoa. Quả chừng luôn rồi nè, ra kẹ ô bông hết luôn nha bà con, đang đổi màu rất là đẹp đậm. Cao nó 70, tính 70 đi, 1.065. Mình có là 12 cái nhà nè, đó, một gửi với hai gửi phụ gì luôn ha, như trên hình ha. Đây này, nó lúc bứng có chạy nha, nha. Đây đây, cho cái nhà mình thấy em bươi ra luôn ha. Này, cái bên thì còn xanh nha. Đó. À, do cái chỗ chạy nha cả nhà. Xin luôn cái nhà mình 220k cả nhà mình đây. Trừ hai có chỗ chạy ha. 220. Cho cây mã 21 cả nhà, hồng gân ạ. À. Mã 22. Một màu trắng nha cả nhà. Trắng tuyết siêu hoa. Đó, có những cái hoa nó đang ở trong, nó đang chuẩn bị già nè. Xong nó ra thêm một cây nữa là hoa tiếp. Cao 70. Ngang 60. Dòng là xiên bông lắm nha bà con. Cao 70 ngang 60 cái nha. Mình cổ là lộn thước vậy ta. Mình cổ đây 13 cái nhà này. Đâu hai giỏ đứng cái kiểu thế gì ngon. Thế là chuẩn bị chạy nha. Chuẩn bị chạy. Chuẩn bị chạy mà cả tông. Mã 22 cái nhà mình đây. À, cái này em xin cho luôn cái nhà mình 250k cái nhà này. Một màu tuyết nha. Rồi. 250 cho mã 22. Tuyết. Một màu trắng tuyết ạ. À. Hai cái chót cả, hai cái thạch tím, mã 23. 23. Một em cắm thạch tím đang búp điều cây hết nè. Hai mươi ba cả nhà. Cao nó 67 ạ. Ngang đây 60. Đã, cho thấy cái đế. Bành cổ đây 19 cái nhà nè. Màu đế nó nghiêng nghiêng nằm nằm gì ha. Đó. Cắm thạch tím. Này xin luôn cái nhà mình là 300k cả nhà mình đây. 300k. Rồi. Cho cẩm thạch tím mã số 23 ha. Định mã chót coi. Mã 24 nha, mã đây là mã chót hay cẩm thạch tím ạ. À. Tím siêu hoa, cái dòng siêu hoa truyền thống của mình từ đó giờ nha bà con. Còn lâu đời. Cao nó 75. Ngang nó 70. Đây đò thấy quạnh cổ nữa ha. Quạnh cổ đây là 17,5 cái nhà mình đó. Đấy như trên hình ha, lự ha. Cái mã chót mã 24 nha. Cái này xin như luôn cái nhà 360k cái nhà mình đây. Rồi. Rồi. Đây là mã chót.
Cảm ơn cả nhà mình đã gần xa đón xem hết video. Cả nhà hợp nhãn alo số điện thoại của em là 0795428752. Rồi chào cả nhà. Rồi, mình chào anh Văn Giang, mình chào bà con. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và cho ủng hộ nhà vườn. Đó là bà con nha. Chúc bà con mình xem clip vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo.